Gia đình con có vong linh mới chết trẻ. Khi được tuần 49, con có đưa vong lên cửa Tam Tòa Đức Thánh Mẫu. Bây giờ con có cầu siêu cho vong theo Đức Phật A Di Đà thì có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này Phật cũng chạy các vị nữa chứ đừng nói tới tôi. Xin thưa các vị có quan niệm là gì? Tôi đọc trong đây tôi được hiểu là như vậy. Bây giờ sau 49 ngày mình đưa vong mình lên cái chỗ nào đó, Tam Tòa Thánh Mẫu gì đó, cái mình gửi đó rồi. Bây giờ bất cứ một lý do nào đó cái mình bốc nó đi về Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là mình làm như vậy là Thánh Mẫu sẽ hờn mình, đúng không? Tại sao mày gửi tao rồi bây giờ mày đem mày gửi ông Phật A Di Đà? Chúng ta có quan niệm như vậy. Chúng ta lấy từ chuyện thần thánh mà chúng ta tưởng tượng theo thực tế của giữa đời thường. Chúng ta đem một hương linh mà chúng ta xem như một con người đang sống. Chúng ta thờ một vị thánh, chúng ta thờ một Đức Phật mà chúng ta tưởng tượng như một vị phán quan hay là một vị quan tòa thực tế giữa cuộc đời, hay là một chủ quản cho một cơ sở, một cái phòng tư pháp nào đó. Cái chuyện chúng ta quan niệm như vậy là không đúng gì cả. Tôi nói thật với các vị, sau 49 ngày các vị dẫn thần thức này đưa về Tam Tòa Thánh Mẫu gì đó, các vị có đưa được tới đó không? Và các vị làm cách nào để chứng nghiệm rằng chúng ta đã bốc cái hương linh này sau 49 ngày đang đi về ở với Tam Tòa Thánh Mẫu đó? Các vị lấy gì chứng minh cho tôi? Hay là các vị nói là đang tụng ở trước hương linh nè, tao cầu cho Nguyễn B, C gì đó đi về Thánh Mẫu, vậy cái là chúng ta nghĩ là đã về tới Thánh Mẫu. Như vậy giờ đang ở Thánh Mẫu à? Chúng ta quá hoang đường. Tôi nói thật với các vị, hoang đường thật lòng luôn đó. Mà bây giờ nếu chúng ta cứ mang cái tinh thần như vậy trong đạo pháp thì ngày nào đạo pháp phát triển được? Các vị chỉ cho tôi đi, Phật pháp mà như vậy bao giờ phát triển được? Chúng ta nghe lại cái bài giảng ý nghĩa tuần chung thất. Bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì? Bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo. Tôi đã chia sẻ với các vị để nhìn nhận lại vấn đề này cho nó rõ ràng hơn và chính xác hơn. Cùng một quan điểm về trong ba chủ đề này. Chúng ta đừng có hình dung rằng một hương linh sau khi chết nó còn cái gì phản phất một hình bóng, ăn uống đi đứng ngủ nghỉ như khi người đó còn sống trên cuộc đời, để rồi nhìn thấy chúng ta làm cái này cái nọ, chúng ta nói cái này cái kia, rồi được dẫn dắt đi lối này lối nọ. Nếu ai mà thấy và đi được như thế thì không ai chọn con đường địa ngục ngã quỷ súc sanh mà lúi cái đầu vô đâu. Ai làm được chuyện đó? Và nếu làm được chuyện đó, ai giả gì rơi vào trong nhà đau khổ, hay giả gì đi đầu thai bằng những thân phận điếc đuôi câm ngọng, rồi giả gì để đầu xanh vào bò heo chó gà, giả gì đi lủi đầu vô địa ngục ngạ quỷ, biết đường mà đi mà sao đi khùng vậy, hương linh mà cũng khùng nữa. Xin thưa các vị, các vị hiểu chừng ấy là chết rồi. Cái người mà chỉ khẳng định được và tự chủ quyết định để mình có thể đi đâu, một là các bậc chứng thánh, Đức Phật khỏi nói. Những bậc chứng thánh khả năng quyết định mình đi đến đâu. Các vị thiền sư đắc đạo, các bậc cao tăng đắc đạo, tất cả những người này quyết định cho mình có thể đi đâu. Ví dụ, một vị cao tăng đắc đạo trước khi thị tịch, ngài sẽ quan sát rằng xứ đó, nơi đó hay là gia đình đó bây giờ cần phải độ họ. Bây giờ nếu không độ thì để gia đình đó hay là xứ sở đó nó sẽ rơi vào trong điêu tàn, mất đạo đức, đau khổ, vân vân thế này thế nọ. Bây giờ nếu chúng ta không hiện thân vào đó thì ai vào? Vị này chấp nhận thị tịch và sẽ quyết định mình tái sanh vào nơi đó. Vị đắc đạo làm được chuyện này. Chúng ta làm được không? Ai làm được đưa tay lên đi. Nếu chúng ta cảm thấy rằng sau khi chết mà chúng ta vẫn biết, vẫn làm mọi thứ như thế này nè, thì chúng ta sẽ làm được chuyện đó đó. Cho nên các vị đừng tưởng tượng mê mờ. Tất cả phàm phu trai của chúng ta đi đến đâu và mang thọ mạng nào với thân phận nào là tùy nghiệp dẫn, chứ không phải chúng ta quyết định. Tùy biết bao nhiêu công đức hay là tội lỗi thiện ác mà tùy nghiệp thiện ác nó dắt dẫn chúng ta
đến một môi trường tái sinh tương đương. Nó dắt địa ngục thì chịu địa ngục, mà nó ngắt ngạ quỷ thì chịu ngạ quỷ, nó dắt vào súc sanh thì chịu súc sanh, nó dắt vào phận gái thì chịu phận gái, nó dắt vào phận trai thì chịu phận trai, nó dắt vào đuôi mù thì chịu đuôi mù, mà nó dắt vào tật nguyền thì chịu tật nguyền, dắt vào giàu sang thì chấp nhận giàu sang. Phước báo tội, phước thiện ác gì đó, nó dẫn đến một môi trường tái sanh là tương đương. Không ai quyết định được cái chuyện này, mà các vị nói là đưa dắt dẫn đầu này đầu kia, hôm nay dắt đến tam tòa thánh mẫu, mai này cầu dắt nó đưa về cực lạc. Các vị làm như là các vị là tổ Phật trên cuộc đời này không bằng á. Tôi nói thật các vị nha, với nhãn quan của Đức Phật ngày xưa, bất cứ một chúng sinh nào qua đời, Đức Phật đều biết người đó tái sanh vào đâu hết á. Người đó tái sanh vào thân phận nào Đức Phật biết cả. Xem là cái bài mà thuyết luân hồi trong Phật giáo tôi nói đầy đủ rồi, nhưng mà tôi muốn nói một tắt một chút thôi. Nhưng mà các vị biết rồi, một chúng sinh này nó đã nghiệp nó dẫn vào địa ngục, Đức Phật thấy rất rõ, nhưng mà Đức Phật có nói thôi tội nghiệp nó quá, để tao thò cái tay tao bóc nó để nó trở vào loài người. Đức Phật làm được chuyện đó không? Cho nên Đức Phật còn không làm được chuyện đó, mà chúng ta ở đây làm gì mà chúng ta tưởng tượng vậy? Phải thấy rất rõ là như vậy. Bỏ đi những cái tưởng tượng qua phim ảnh, truyện tiếu lâm, truyện thần thoại gì đó, cái này đừng mang trong lòng. Một cái quan đường, một cái quan tưởng, một cái tưởng tượng cho một học thuyết như là một chân lý như Phật giáo, hoàn toàn tri nguyên như thế này, suy luận so đo như thế này, hoàn toàn không bao giờ tới được. Mong các vị học Phật phải có một chánh kiến suy nghĩ để hiểu một cách đúng đắn hơn về việc này. Cho nên ở đây trong cái câu này, tôi thấy các vị suy nghĩ quá quan tưởng trên chia sẻ như vậy. Rồi các vị hiểu thế nào là tuần 49 ngày, thế nào là luân hồi, thế nào tái sanh như thế nào. Xem lại những bài giảng tôi đã từng chia sẻ thuyết luân hồi trong Phật giáo, sau khi chết chúng ta còn lại gì, ý nghĩa tuần trung thất. Ba bài này sẽ đủ cho các vị tư duy về việc này. A Di Đà Phật.